Em Tony Như Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Sau đây là em cùng chuyên gia kiểm tra ong quý anh chị nhé. Đây là chuyên gia Đặng Trường mới mua hai ổ về cho anh hàng xóm đây quý anh chị này. Đây kiểm tra các ong xem là ong đẹp, ong xấu với ong chúa như nào quý anh chị nhé. Ổ mới mua về được gần một tháng quý anh chị nhé. Quay được một chai mật, mới quay được một chai mật. Mới được một chai mật được quý anh chị ạ. Biết là xem là ong có quân đông không, em sẽ zoom lên to quý anh chị nhá. Khống đó, ổ này khống không biết giữ nó cắn nhá. Quân cũng được nhỉ, tách ra một quân cũng được nhỉ, hai mà thành ba ổ các bạn nhé. Như bên ngoài nó có một ổ nữa, anh đang nhìn này. Hả, có mặt không? Anh đã đi vào gần một chút cho quý anh chị nhỉ. Con lụ chúa không? Tách ra rồi thì thôi nhé đúng không? Tách ra rồi làm gì con lụ chúa đúng không? Hả? Mật nhiều à? Em sẽ đi vòng ra bên gốc cây nhé. Đây là trồng gốc cây mạ vải rất mát các bạn nhé. Em đi vòng ra đây ạ. Để cho anh nhìn rõ. Đó. Con của nó có lứa. Có con. Anh dùng miệng anh thổi lên để kiểm tra nhé. Do một số cầu nó đen đen đấy. Có. Nó vẫn làm. Hả? Đẻ luôn. Chú non à? Chú non đẻ được luôn. À. Này nhìn con chú non này là của ai anh cho à? Hả? Nó bên mũi của là tách. À à. Đẹp luôn. Cái này là tiện là tách là được, với là viên cũng kỹ thuật được nhé đúng không? Thì bên mũi đó thì tách em. Ừ. Nó không biết. Nằm mũi rồi tách riêng nên giờ quân đẹp các bạn nhé, đẻ rồi chú non đẻ rồi nhé. Anh kiểm tra xem chú non nó đẻ con chưa các bạn. Hả? Mật lón. Mật nhiều à? Đây là cái bịt nó cho mật lón. Ừ, mật nhiều chứ bịt chưa được đầy thôi. Phần trên các bạn nhé, trên ngón tay này là mật này. Đó, ông ánh anh nhìn đấy. Đẹp. Đẹp thì chúc mừng anh mới nuôi mua về nuôi này, vậy là thành công các bạn nhé. Mua về khoảng tầm được 2 tuần anh quay được một chai. Nó tách mật. Hai ổ đây, ổ thứ hai nhà quý anh chị. Đây là anh chuyên gia, anh kiểm tra hộ cho anh hàng xóm thôi, nhưng anh chuyên gia nó ong thì anh em phải nhờ nhé. Anh tự mua về cho đây nhé, mai mốt năm sau là anh cung cấp bán nhé. Quý anh chị nào xem hãy coi, nếu có nhu cầu ở khu vực Đồng Hới Quảng Bình thì hãy liên hệ với anh Đặng Trường hoặc là kênh của Tao Đi Tiến nhé. Và tự nhiên để, bắt đầu đẻ đẹp, bắt đầu nhúng luôn, nhúng nóc nóc luôn. Được 3 cầu đúng không? 3 cầu là cầu đấy, cầu mới. Não này gần hơn anh, gần đập. Mà gần cái mà mùa vải, nhưng mà năm nay vải nó hết hoa rồi các bạn nhé. Mùa này hết hoa rồi, cái vải được thì nó mát hơn. Một con đang bay ở mặt anh đang lưới. Cầu đấy được này, hai cầu nguyên chất của nó các bạn nhé. Một cầu giữa đây là cầu mới ạ. À, như quý anh chị thấy quân này, nó phủ đầy này. Mà này để cả con nữa rồi. Thế... qua luôn để đi kiểm tra đây, xong kiểm tra luôn nhé. Hai được hai cầu đúng không? Hai cầu thì nó quay được một cầu thôi, cầu kia có đâu anh Trướng. Quay được một cầu nhưng mà quay làm gì, quay ít vậy, quay làm gì, quay ít quá không đủ dính, thôi dính cái thùng. Có mủ chưa, xem có mủ ông chú không? Chú non không đẻ được à, nó mới đẻ con thôi, nó mới đẻ con thôi các bạn nhé, nó chưa nhu cầu tách đàn đấy. Cái này ổ này nó khoảng thời gian là tách đàn thôi. Chú non nó đẻ con mạnh khoảng tầm 2 tháng nữa là biết rồi, 2 tháng nữa con mạnh nên sợ nó phải có nhu cầu tách chứ. Đàn mất đẹp đi, cả hai đàn đón một đẹp hết. Hai đàn này tách ra một các bạn nhé, hai đàn là một đàn này, nó tách ra, anh tách ra này, bên có một ổ này quý anh chị này, là bốn ổ à, nó tách thành bốn à, vậy là hai thành bốn các bạn nhé, có lời đấy các bạn nhé, 1,2 triệu đúng không, một ổ 1,2 triệu, bây giờ tách hai đàn ra là thành bốn đàn này các bạn ạ.
bên này bị bên này có bị sơn. Bắt đầu đó. Trắng vài cái đây các bạn đây. Đây đó. Đây em để cho quý chị này đó. Mật nhìn nó ngoảnh nha các bạn thấy chưa? Phần trên này là mật, phần dưới là con nhé. Đó bịt ở trên đấy. Thấy anh trắng trắng đấy, anh thổi ra giữa này. Ở giữa này là trắng. Này. Đó, anh đang kiểm tra, em vẫn đang sợ lắm vì đàn này đàn mới nó cũng chưa được thuần lắm quý chị nhé. Cái là mình sợ vào mặt thôi quý chị ạ. Nói chung là hai đàn này đều đẹp các bạn nhé. Cái đàn kia là chú cũ này, con chú đàn đầu tiên là chú già phải không? Đúng không? Còn đây là chú mới này các bạn nhé. Cái đàn mà đang kiểm tra đây này đang đậy chưa đậy nắp đây đang ấy là chú mới ạ. Chú non ạ. Nó tự tách chúa đây, chúng ta nếu có mủ ong chúa thì chúng ta phải biết chúng ta khắc phục tách trước các bạn nhé. Mình xem video của các bạn ấy nó có hỏi, có một bạn hỏi đấy là mình sẽ trả lời đấy đó. Bạn xem có kênh mình là mủ ong chúa có là chúng ta nên tiến hành sớm nhé. Các bạn mà làm tiến hành sau nhiều lúc là con ong chúa già, con ong chúa cũ trong thùng á, là nó tự bay đi, còn chúa non để đấy nó khoảng tầm vài ngày tuổi nó vài ngày nữa nở là nó tự tách trước các bạn nhé. Người ta nói là một đất nước không có hai vua mà các bạn mà. Như ong cũng vậy thôi nhé. Con ong nó sẽ đẻ rồi con nó ra thì nó chuẩn bị nở, nó tính ngày nó biết mà nó phải đi các bạn nhé. Con chú già trước là nó sẽ đi tìm ổ mới để cho con chú non để lại một số quân với số mật để lại. Nó tách quân thành tách đàn, con chú già tách đi các bạn nhé. Con chú non ở lại thế chứ không phải đâu. Mà thường là nó chú chưa chào đời nó tách rồi các bạn nhé. Đây là cách kiểm tra nhé quý anh chị nhá. Đây anh đang xong đóng rồi, giờ em sẽ còn hai ổ nữa cũng sẽ quay cho quý anh chị thành một video luôn, kiểm tra chúa ong chúa luôn các bạn nhá. Xem quân luôn ạ, vì ổ ong mới mà. Hai ổ đây là mới mua về quý anh chị nhá. Mới được nửa tháng xong là anh mua về anh quay rồi đó. Mới tách ra giờ đẹp của chúa đây, con chú lon nó đẻ ra quân rất đẹp rồi nhá. Nó nhìn đẹp là phát triển đồng đều các bạn nhá, hai ổ đều đẹp ạ. Chính tỏ cái ổ đấy là chú cũng tốt anh Trường ạ, ổ cũ tách ra là chú cũng được ấy. Giờ sang ổ đây các bạn nhé, ổ đây cũng có này đó. Nhìn các bạn nhé, trong đấy anh kiểm tra ổ đấy á, vô trong nó còn nhìn cái ổ ngoài đấy đó. Cứ kiểm tra đĩa rồi tí vô đi đường tê vô, không biết Trường Nọc nhìn thấy thì tôi có nhìn thấy không? Chưa nhìn thấy. Cái thùng này hơi mục rồi hả? Nó bán cái thùng này mà nhận này. Ui giời, đông quá. Ổ đông quân các bạn nhé. Ông biết nhìn thấy ổ đây rất đông quân ạ. Ủa có thả lằn luôn à? Anh Trường ạ. Sao để thả lằn con và thả lằn bò đó. Thả lằn nó phá giúp vào, nó phá ăn ong các bạn nhé. Ông ăn mật chứ. Ông con ạ. Ổ này quân đông này. Cũng ba cầu các bạn. À, hai. Cái nó có cái tre ngoài à? Đông quân thế nhỉ? Em thì ổ này em chưa quen nên lần đầu tiên quay đây em cũng sợ, em phải đứng xa chút nha các bạn nhé. Em phải zoom máy lên ạ. Anh bị chích rồi, Ổ khấu lắm các bạn ơi. Anh bị chích cái tay rồi, em biết rồi, em thôi chạy ra đây. Sợ lắm quý anh chị nhá. Đó, cây nhãn các bạn này. À cây vải quên nhé, em nói cây nhãn đó. Tức là trồng nuôi ong ở đây là rất lý tưởng các bạn này. Mùa hè này rất mát nhá. Ủa đây kháu nó cắn chích rồi em sợ quá. Anh mới bị chích xong nên em phải đứng xa đây các bạn ơi. Không dám đứng gần ạ. Ủa đây nó hơi dữ ạ. Anh phải hút điếu thuốc mà bôi dầu gió rồi đó. Ủa nào dữ nó dữ là nó dữ các bạn nhé. Ủa nó hiền, nó chích, nó lao vào chích là biết ngay ạ. Anh mới bị ba con chích vào tay rồi. Đẹp không? Ổ đây đẹp đấy chứ. Hai cầu à? Hay ba cầu đó? Ba cầu. Nếu nó đứng gần các bạn ơi. Một cầu mới nhá. Thường thường một cầu mới, hai cầu cũ ạ. Trong hai cầu có con á. Còn cầu mới đang sinh sản ạ. Đây cầu mới này. Đẻ con chưa? Chưa đẻ. Cầu mới mới bắt đầu chuẩn bị xây thôi, chưa đẻ các bạn nhé. Anh đang kiểm tra ở giữa vào đây.
Vô cho chích cái. Có mật không? Ổ này có mật không? Được hai ổ đấy là được hai cầu, hai cầu gần đây. Rồi ổ đây là cũng ok rồi các bạn nhé, cũng đẹp nhé. Con thằn lằn kia đập cho chết con thằn lằn đi nhé. Em chưa biết này, em sợ quá em phải đứng ra xa chút ạ. Nên chắc ăn nhé. Ổ này chừng ít, đồ này ít quân không? Hả? Ổ đấy ít quân, em sẽ đi vòng ra đây các bạn nhé. Khả năng ít quân, ổ này ít quân. Ổ được hai cầu. Hai cầu, cầu mới cầu. À cũng có mặt rồi nhé. Hả? Có mặt rồi nhé. Đây, em đã đưa vào trong nên quý anh chị thấy. Có một đốm đã. Có giống không? Nhà ông nó bay sợ quá quý anh chị ạ. Nói chung là chưa đẻ. Như các bạn đã thấy thì anh phải đưa dàn ra ngoài nhìn cho rõ nhé. Cầm cả đèn led thì nhìn xem nó đẻ chúa đẻ chưa. Quan trọng con chúa các bạn ạ. Tìm con chúa non, chúa già này chúng ta để biết nhé. Nếu chúa già quá chúng ta nên thay nhé. Nếu mà ong bị chích thì chúng ta nên lấy đọt măng các bạn nhé, là nhanh nhất, nhanh không khỏi sưng nhé các bạn ạ, chứ không phải chúng ta lấy nọc của nó đâu. Mình rút nọc ra mình lấy cái đọt măng chúng ta nhai, chúng ta nhét vào rồi đỡ sưng luôn nhé, cái mẹo nó nhanh nhất ạ. Nên là những anh em làm ong chia sẻ cho em đã từng bị chích mà làm như vậy ạ. Nếu mà muốn hạ sốt thì chúng ta để chơi lá tí tô đắp vào giã nhé các bạn nhé, cái đó rồi nó bị sốt như ong bổ vẽ mà chích ấy. Còn những ong mật thì ong ấy, ong ruồi chúng ta chích vậy thì chúng ta thì cần lấy măng thôi. Các loại kia lấy măng cũng được mà nó đỡ sưng, nhưng mà giảm sốt thì chúng ta phải đắp vào cái đắp cái cây lá tí tô giã ra nhé. Này quý anh chị hai anh em đang xem đây, để ra xem cái cầu này như nào nhé. Đang xem kỹ. Đẻ chưa? Nhìn anh xem tướng xem có phát triển mạnh đẻ không các bạn nhé. Mình chích rồi, tay nè, nọc cũng giữ hả. Nó chích này chúng ta phải nên bớt cái mùi nhé, chúng ta phải bôi dầu gió gì để cho át cái mùi đi ạ. Chúng ta đừng để cái quá mà anh hút thuốc thì nó cũng đỡ được một phần nhé. Hai con thôi nè. Còn khói nào thích gì đó. Nên thường thường bắt ong họ anh dùng khói các bạn nhé. Còn cái gì đó cây xoài tùm cái xoài cả đầu kia. Ừ. Anh bị kiến chích chứ không phải là ong chích nữa. Anh phải phì những khói thuốc vào các bạn để cho ong nó đỡ đi. Anh rít thuốc anh thả phù xuống. Ra ánh sáng nhìn hôm nay trời này âm u. Này các bạn này, ong đã có mủ chúa này chúng ta nên cắt nhé. Một là mình phá mủ chúa đi, hai là cắt trọ. Okay. Hai mủ chúa. Có để cho nó mủ nào hay là xử luôn hết luôn? Em cần cảnh nhé. Tức là mình có thì chúng ta phải cắt đi các bạn nhé. Em đã nhìn quay cho các quý anh chị nhìn rõ. Đông người anh em này. Coi quý chị xem cả mụ chúa cắt đấy. Em cận cảnh nè. Coi. Cắt đáy, cắt mụ nữa nhé. Còn mụ không? Tôi thì ăn là độc lập như tôi là
dài để đẹp cái mùi này nhiều mùi này đẹp mà sẵn tiêu hành mùi này ngay hơn mùi kia dài hơn một cơ mùi đẹp lại hả ở tuấn hành dài ảnh hơn một ngày hai ngày thôi đi nó nón ba mùi luôn à. Chưa đầy đủ. Đã bịt nắp mà chúng ta nên anh em hỏi thế là chúng ta nên bỏ đi nhé. Anh cắt một mũ cho họ. Mũ anh cắt anh cho. Thuốc anh phải dùng thuốc nhé, không dùng thuốc là nguy hiểm các bạn nhé. Để khói cho ong nó khỏi chích chứ. Rồi anh cắt một mũ đi à. Mình chi cú. Mình chi đó. Nó để cho chú cường. Lên đấy. Để khói đó, đừng có dập đi để cho chú cường cao ngoài chết. Cứ để điếu đó, nó có khói nó đỡ chứ. Đó cái mũ có mật rồi à. Cả mật cả con đấy. Ừ. Nghe anh nghe nhá, nghe gác là ong nó chuẩn bị nở nhé. Chưa gác à. Có đứa thuốc đang ngún bên đây trắng này cần phụt này. Nụ chúa chưa làm một cái rồi cắt bớt đi phá vứt. Hôm anh tao tuyệt đám tuyệt bỏ hai cái nở ra một tách mẹ đi. Tuyệt dãi đã bộ kêu lấy một ổ nào chúa đẹp đi để đi nhé. Nếu nở ra mình phải xử ngay, bỏ ra hai chú nó phải tách đi hai đàn. Bây giờ không tách nữa vì bây giờ lấy mật, quân ít quá cho mình tách. Chọt vô con chúa luôn. À muốn cho thì lấy cho phải không? Cho nó hai mũ xem mũ nào nó ưng đấy. Thế trên vòm chích chưa thuốc tê thuốc đấy nó chích từ bạn nhỉ nó chích từ nhỉ thôi em chạy ra chích rồi nguy hiểm các bạn nhé. Làm nghề này thì chúng ta phải ấy thôi vì anh chủ quan hôm nay đi để đi chơi mà tiện kiểm tra luôn chứ không phải nè. Rồi đã xong, đã cắt xong hai nụ chúa này nhé. Còn một nụ đây để chúng ta để lại cho cái cầu cũ để họ có chúa nhé. Nên là không có đã cắt xử luôn. Rồi cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng đây nhé. Xin quý anh chị xem và nhớ tặng Tony Tiến một like ạ. Và cách ủng hộ hãy bấm vào nút chuông để là người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của Tony Tiến Sơn Đòn nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.